lại việc làm của mình luôn. Vậy thì em đang hai cái gì đó sao? Ba tập là đâu lắm? Ba tập là năm. Như kia là mạnh. Thực ra là 20 nhưng mà chia ra đấy. Ba tập là đông lắm, năm cùng với ba của thực thực của ba khu vực nữa, cả tám rồi, tám người lái xe đi từ dưới đường ra thành gần một lượng, gần một lượng rồi, một lượng kinh nghiệm rồi. Bây giờ cũng làm báo. Trong đây là nó vâng thầy mà dễ uống đó bây giờ trời nóng lắm như này. Thời tiết của học này là thời tiết khó chịu rồi, hôm nay thôi. Thiếu không phải già, không phải sống biết này. Thời tiết này thì người thanh niên còn có thể 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 thì hoa chúc mừng nguyên chủ nhiệm nguyên tổng biên tập đấy cái đa cái đê của người báo chí quân đội nói chung đặc biệt là bản quân đó sự việc chúng tôi được giảng nó cũng như là sáu mươi lăm năm hải quân cái công lao của bác rất là lớn và đấy tương đương đoàn kết tiếp sau như thế này chỉ tôi cho không biết gì là cái dân trọng thì những người như bạn ấy cho bọn cháu luôn thể là có như một người để mình luôn luôn phấn đấu đó là một cái kinh tượng đấy. Tiền bối và có rất nhiều công lao và cả đức cả tài và cháu cũng nên tự hào cục trưởng nhưng mà để cho đồng tập đấy chỉ vì tình nghĩa là hải quân là làm bá thế đấy nè khi năm ngoái thì cháu có nhà ý là đến dịp tháng sáu đấy dịp tới đây cháu có cái qua để tặng cho cháu xin phép nó sẽ nuôi làm một tí cái qua để tặng bác ấy qua quan hệ của cháu đấy à, năm ngoái cả nhân nhưng mà nuôi làm thì năm ngoái có cái trục tặng ngay chỗ quân hàm tí đây là anh thích phải anh lên nhận cáo bác nhưng mà để anh nhận xong anh xuống báo cáo bác con năm ngoái nó trục tặng tí xong cháu cháu đi học mất năm ngoái đi học mất là tôi xin xin nhắc khoảng bảy tuổi thì chơi đấy và cũng không đợi là bây giờ của anh em cho cái gì quý lúc này nó chọn đi như luôn nhưng mà đi trên đường để đi mang để luôn nhưng mà anh chị em bảo thôi hôm nào chơi để lấy con hàm ra chơi có vui đã rồi cảm ơn anh với lại các chị nha.